Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả, nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Hỡi tất cả những ai đang mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trọng kính quý cha đồng tế, kính thưa quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý hội đồng mục vụ liên giáo xứ, quý ông bà anh chị em cách riêng đối với gia đình tang gia, trước hết thật sự con phải nói lời cảm ơn tới cha xứ đã cho phép chúng con về đây chung chia và chia sẻ niềm vui nỗi buồn đối với gia đình của giáo xứ cách riêng cùng với gia quyến trong ngày lễ hôm nay. Đại diện cho anh em trong gia đình linh tông của cụ trùm Du Xe hôm nay, thật sự chúng con là những người được lớn lên, sinh ra và lớn lên trong giáo xứ. Chúng con cũng biết bao nhiêu những anh em đã cùng được cụ trùm Du Xe đồng hành với chúng con trong niềm tin, đặc biệt qua các bí tích rửa tội thêm sức. Chúng con là những người mà được cụ trùm Du Xe nâng đỡ về phần đức tin, động viên về đời sống cũng như trong hướng đi của mình. Cụ đã giúp đỡ cho anh em trong gia đình thiêng liêng đấy để đạt được trong những niềm vui, những nguyện vọng của mỗi người mà đạt ra, đặc biệt là nâng đỡ trong các bí tích mà trong suốt thời gian cụ trùm Du Xe đã cộng tác trong giáo họ, giáo xứ, trong những công việc tham gia làm trương, làm trùm trong giáo họ, rồi chánh trương trong giáo xứ. Đó cũng là niềm vinh hạnh của những anh em thiêng liêng trong gia đình, rất tự hào vì người cụ của mình đã nâng đỡ. Mà cũng có thể nói rằng chúng con xin được nói với cụ trong thánh lễ cuối cùng này, Ngài chính là người bố thiêng liêng của mỗi người anh em chúng con. Trọng kính quý cha, kính thưa quý vị cộng đoàn, thật sự trong hành trình của con người, hành trình đức tin, hành trình đời sống, mỗi con người chúng ta cũng thường trải qua biết bao nhiêu những sự thăng trầm của cuộc đời, bao nhiêu những biến cố trong cuộc sống. Thế nhưng cụ trùm Du Xe vẫn là những người gương mẫu đi trước, động viên, dìu dắt, và đồng thời cụ là mẫu gương sáng trong đời sống đức tin, sớm tối cầu nguyện, cậy trông và cùng cộng tác với gia đình của giáo họ, giáo xứ và cách riêng trong gia đình. Con thấy rằng trong cuộc đời của cụ Du Xe cũng như trong các bài tin mừng đọc trong các thánh lễ an táng, cũng được ví cụ trùm Du Xe như những hạt lúa mì được gieo vào lòng đất. Nếu như hạt lúa mì ấy không chịu thối đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu như nó chịu dìm sâu vào lòng đất và thối đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt mới.
Và chính Thầy Chí Thánh mà chúng ta đi theo, bước theo chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng chấp nhận trở nên hạt lúa mì để gieo vào lòng đất và sinh hoa kết quả. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa mà Ngài sẵn sàng khiêm nhường để trở nên phàm nhân giống như người trần thế. Ngài sẵn sàng trở nên con người mỏng giòn, yếu đuối để từ là Thiên Chúa Ngài xuống để làm người và Ngài cứu vớt con người lên cùng Chúa. Qua đó chúng ta cũng thấy cuộc đời của cụ trùm Giuse trong suốt một thời gian khó khăn của xã hội, khó khăn của hoàn cảnh đất nước, khó khăn của gia đình. Thế nhưng cụ vẫn lầm lũi trong cuộc đời để cụ làm ăn kinh tế, rồi lo công việc gia đình, lo công việc giáo hội. Cụ cũng không miệt mài hy sinh tất cả những công sức, những sức lực của mình để sẵn sàng chết đi cho chính mình, để làm nên những hạt lúa sinh sôi nảy nở. Và trong cuộc đời đấy, chúng ta thấy ngang qua cuộc đời của chúng ta, những hình ảnh của cụ trùm Giuse ngày hôm nay có thể cũng hiện hiện trong lòng của mỗi người chúng ta về những niềm vui, nỗi buồn, những lo âu, những trắc trở cho đời sống gia đình, đời sống giáo họ, đời sống giáo xứ. Chúng ta thấy trong những hoàn cảnh khó khăn nhất thì cụ luôn là những người mà đồng vai sát cánh đối với giáo họ chúng ta. Trong những thời làm trương, có chắc có cha quý hương Giuse đây, Ngài cũng đã từng trong thời mà cụ làm trương dẫn dắt học kinh, kinh bản, giáo lý, rồi cùng động viên trong các buổi đọc kinh nơi nhà thờ, rồi động viên đi lễ, động viên cầu nguyện, rồi động viên trong đời, trong cái hành trình đức tin của mình. Rồi trong đời sống làm ăn hàng ngày, cụ cũng vẫn luôn động viên các thanh thiếu niên, động viên những người khác trong công việc của mình để chọn lấy hướng đi, chọn lấy hướng đi trong cuộc đời. Và kể cả cụ phải hy sinh, kể cả cụ phải vất vả, kể cả cụ phải cộng tác giúp đỡ, thế nhưng cụ vẫn cộng tác trong niềm vui. Cũng như hạt lúa ấy, có một câu chuyện kể rằng khi mà hạt lúa đã được người nông dân mang ra cánh đồng để gieo vãi trên ruộng của mình, thì có những hạt rơi xuống dưới bùn lầy và bị bùn đen che lấp. Có những hạt thì lại được gieo vãi trên các con đường, trên các đường đi. Thì khi mà màn đêm tối buông xuống, thì những người nông dân gieo vãi đấy phải trở về với gia đình, và những hạt lúa đó âm thầm ngoài cánh đồng kia, những hạt trên vệ đường đã âm thầm nói với những người ở với những hạt ở dưới bùn rằng: chị rất thương xót cho các em, cũng là cuộc đời của một hạt lúa, thế mà chị thương cho các em giờ đây đang phải lặn lùi dưới bùn sâu tăm tối, còn các chị đây đang được ung dung trên mặt đường, được thanh thản ngắm trăng ngắm sao, được thưởng thức những làn gió mát, nó làm cho cuộc đời của chị thêm thanh xuân. Rất thương cho các em nhưng biết nói làm sao được. Và những hạt lúa ở dưới bùn đó vẫn ngày ngày im lặng, vẫn ngày ngày im lặng dưới bùn sâu. Thế rồi một ngày một đêm qua đi, một ngày lại tới, nhất trong buổi thời tiết của mùa hè, thì khi đó sáng sớm bình minh dâng lên thì những hạt lúa trên mặt đường đó hãy còn đang tươi vui, nhưng khi nắng nóng xuống thì bắt đầu ôi thôi, những hạt trên mặt đường đó bắt đầu than khóc. Than khóc vì những nắng nóng của ban ngày vừa hé miệng mỉm cười với bình minh thì đó lại phải héo quắt đi với ánh sáng sức nóng của mặt trời. Và thậm chí những tiếng kêu xé lên vì những bước chân đạp của những người ra đồng đi qua đạp lên mình. Rồi thậm chí có những hạt bị những chim trời đến kéo đi lôi mất biệt tâm.
Nhưng những hạt lúa âm thầm ở dưới ruộng kia, ngày ngày âm thầm đó, nhưng lại ngày ngày đang chết dần đi trong thân xác của mình, để từ đó lại dần dần nảy sinh ra những chiếc lá mới, để làm nên cuộc sống mới, một sức mới cho một bông hạt mới. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cuộc đời của hạt lúa là như vậy, nhưng cuộc đời đức tin của chúng ta thì ra sao? Đối với cụ trùm Giuse, 80 năm hành trình trên cõi dương gian này, chắc chắn cụ cũng đã từng phải trải qua những khó khăn, những đau khổ của cuộc sống, nhưng đồng thời trong cuộc đời của mình cũng đầy ắp những niềm vui, những ân sủng của Thiên Chúa đã ban cho trong cuộc sống hàng ngày, trong con cái, trong gia đình, trong cộng đoàn, và cùng được chia sẻ những nỗi buồn vui ấy. Và thậm chí có lúc con nghĩ rằng cuộc đời của cụ Giuse cũng như cây chuối bên vẻ đường kia, những sức sống đang vươn cao, đang tốt hừng hực, sức sống của những cây chuối đang lên. Thế nhưng một ngày kia, khi đã chuẩn bị về già, thì cây chuối ấy lại phải cung cấp tất cả những nhựa sống của mình, hút tất dồn tất cả những nhựa sống của mình để cho một buồng chuối mới, dành tất cả những sức lực của mình cho con cái, mong cho buồng chuối được nây, được tròn, được béo tốt. Thì cuộc đời của cụ Giuse cũng vậy, muốn hy sinh tất cả cho con cái của mình, rồi thậm chí khi già đi còn phải gù mình xuống để cõng lấy buồng chuối. Và cụ cũng vậy, bước về tuổi già thì nhiều khi những lo toan không những không phải lo toan cho chính mình nữa, mà lo toan cho cuộc đời của con cái, muốn cho con cái của mình được trưởng thành, muốn cho con cái của mình được thành đạt, hàng ngày vẫn cầu xin cho con cái được hạnh phúc. Đến tuổi già lại một lần nữa, người ta nói rằng trong cuộc đời của con người có 3 biến cố lớn. Thứ nhất là lấy vợ, thứ hai là tậu trâu, thứ ba là làm nhà. Thế nhưng trong tuổi già của mình, với những sự hy sinh cho cộng đoàn giáo xứ, cho tương lai, cho tương lai của giáo xứ, cụ cũng sẵn sàng hy sinh chính mảnh đất của mình để một lần nữa trong tuổi già lại nhắc đi cái cơ sở ở yên ổn từ trước đến giờ đã gắn bó với mình biết bao, để nhường lại cái chỗ đứng đó cho giáo xứ. Với những lòng cao cả, lòng quảng đại cao cả, nhiệt huyết đó, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây cùng với cụ trong thánh lễ này, để chúng ta cũng cùng với cụ cầu nguyện để xin Chúa tiếp tục giơ tay ban lòng thương xót, nhưng đồng thời cũng cầu nguyện cùng Thiên Chúa, xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những gì cụ đã hy sinh cho cộng đoàn, tất cả những gì cụ đã hy sinh cho con cháu, để rồi xin Chúa thưởng công xứng đáng cho cụ trong nước thiên đàng mai sau, để rồi nơi thiên đàng đấy, nơi đấy chính Thiên Chúa đã hứa ban, hỡi những ai đang vất vả, những gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức cho. Xin cho cụ được nghỉ yên trong lòng thương xót của Thiên Chúa và được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa mãi mãi cho đến muôn đời. Xin cộng đoàn chúng ta đứng và cùng niệm.